Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Nhà 5D. Mình là Trung. Hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau mở một sản phẩm ga thoát sàn khác đến từ thương hiệu TH Thái Lan. Mã hiệu là 8NTS. Nếu các bạn theo dõi video trước của mình thì mình đã mở một mẫu ga thoát sàn khác đến từ thương hiệu này là mẫu 8CTS rồi. Thì mình đánh giá mẫu 8N này đã khắc phục toàn bộ tất cả những nhược điểm từ mẫu 8C trước đó. Cụ thể mẫu 8C trước mình mở hộp như thế nào thì các bạn hãy tham khảo link mình để phía dưới video, hoặc là tham khảo cái click vào link ở phía bên trên màn hình góc bên phải này nhé. Đấy, rồi ta sẽ bắt đầu mở hộp luôn sản phẩm này. Đây, đóng gói các thứ là tương tự như mẫu 8C. Đây, nắp ga đây. Đây là khoang ngăn mùi, khăn nước. Đó, bên trong rất đơn giản. Đây, cái nắp trên ngăn mùi này, chúng ta tháo cái này ra, vặn tròn tháo ra, nó có cái lẫy này. Đấy, nó có cái lẫy lưới chắn rác. Rồi, khoang này vào. Đó, xong. Chúng ta lắp đặt xong cái ga thoát sàn rồi. Với thiết kế thì mẫu 8N này có thiết kế tương tự như mẫu 8C trước đó mình đã mở hộp. Có chăng là nó khác nhau về chất liệu thôi. Về kiểu dáng tổng thể thì vẫn là kiểu dáng sang trọng, cứng cáp, hiện đại này, như mẫu 8C trước đó. Phía dưới đấy, cũng có những cái tầng nấc để mà phù hợp với nhiều loại phi ống khác nhau. Đây, phi 60, 76, 80, 90, 100, 110. Đấy, rất thông minh. Khác nhau với chất liệu thì bề mặt của cái ga thoát sàn này được làm toàn bộ bằng inox Subang 4 nhám. Đấy, lưới chắn rác bằng inox. Bên trong cái khoang ngăn mùi thoát nước toàn bộ thì làm bằng đồng, tương tự như mẫu 8C. Đó, về kích thước thì sản phẩm này cũng có kích thước tương tự như mẫu 8C trước đó thôi. Với bề mặt kích thước là 12x12cm, 12x12cm. Lòng trong phi 9,5cm. Chiều cao tổng thể của sản phẩm này là 8cm. Đánh giá hiệu quả sử dụng của mẫu ga thoát sàn 8N này thì mình đánh giá thì sản phẩm ga thoát sàn 8N này giữ nguyên những ưu điểm sử dụng của mẫu 8C trước đó. Bên cạnh đó thì nó cũng khắc phục luôn những nhược điểm của mẫu ga thoát sàn 8C. Cụ thể là nhờ có cái bề mặt ga được làm bằng toàn bộ bằng inox Subang 4 nhám như này này. Thì các bạn biết đấy, đối với các sản phẩm ga thoát sàn ấy thì đặc trưng sử dụng của nó là luôn là để thoát nước thải, trong vệ sinh, thoát nước, và nó luôn cũng phải chịu những cái hóa chất trong phòng vệ sinh nữa, như kiểu từ dầu gội, chất tẩy rửa các thứ. Thế nên cái bề mặt này là rất dễ bị ăn mòn
dễ bị xước và cũng như là lộ bẩn. Thế nên cái chất liệu này nó đã khắc phục được cái chất liệu đồng mạ chrome bóng bẩy của mẫu 8C trước đó. Đấy, nhưng mà vẫn giữ được cái sự sang trọng. Đấy. Tuy nó không bóng bẩy đẹp bằng cái mẫu 8C thôi, nhưng mà nó lại có độ bền cao hơn. Đấy. Về cơ chế thoát nước thì tương tự như mẫu 8C, nó thoát nước rất là nhanh, rất là sạch. Cũng có hai lớp lưới chắn rác như thế này. Đấy. Ngăn không cho những cái chất thải rắn lọt vào đường ống này, gây tắc này. Rất dễ vệ sinh. Khoang ngăn mùi dưới này. Cơ chế cũng tương tự, nước thoát xuống đây. Đấy. Rồi trào qua những cái khe này, thoát xuống đường ống, nước thải. Cái khoang ngăn mùi này cũng có cữ cao nhất định để giữ lại một lượng nước nhất định này, để ngăn không cho mùi hôi thoát ngược trở lại phía bên trên bề mặt của phòng vệ sinh. Đấy, cơ chế ngăn mùi rất thông minh, không hề có phải bắt vít hay là móc nối gì cả. Thế nên là độ bền rất là cao, dễ vệ sinh. So với các sản phẩm khác trên thị trường như kiểu cơ chế bắt vít này bằng giỏ này, chắn đựng rác các thứ này, thì mẫu này ưu việt hơn rất là nhiều. Tổng kết đánh giá sản phẩm này thì mình đánh giá đây là một sản phẩm ga thoát sàn có thiết kế sang trọng, hiện đại. Sản phẩm có độ hoàn thiện tốt, có chất liệu cao cấp, độ bền cao, khả năng thoát nước nhanh, ngăn mùi hiệu quả. Và với mức giá dưới 500.000 thì mình đánh giá đây là một sản phẩm có mức giá rất vô cùng hợp lý. Quan tâm và muốn mua sản phẩm này thì các bạn có thể xem thông tin liên hệ mình để ở trên màn hình đây. Cụ thể sản phẩm này đã được bày bán chính hãng tại showroom Trung Đức, hoặc các bạn có thể tìm link sản phẩm ở phía dưới mô tả video để tìm hiểu nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, các bạn đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn.